Xin chào 500 anh em đã quay trở lại với kênh Nghiện Nghiện Khám Khám Phá Phá. Quà vô cực của các bạn đây. Rau củ là những thực phẩm mà chúng ta ăn và sử dụng hàng ngày ha. Ăn rau củ quả rất là tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên có khá là nhiều điều thú vị mà các bạn còn chưa biết về món ăn thân thiện và healthy này đâu. Ngay bây giờ cùng tôi khám phá nè. Yo. Thứ nhất, giải mã vùng đất của rau củ quả khổng lồ. Những quả bí ngô nặng hơn cả con người, có thể đè bạn nghẹt thở. Những quả bí ngòi khổng lồ, bắp cải siêu khủng khiến ai cũng phải mắt tròn mắt dẹt và há hốc mồm. Quê hương của những loại rau củ khổng lồ này là ở đâu? Tại sao chúng lại bị đột biến đến như thế này? Alaska, Mỹ là vùng đất của rau củ quả khổng lồ nha các bạn. Mỗi năm thì chúng sẽ cho ra đời những loại rau củ có kích thước cực kỳ quái dị, vượt tầm hiểu biết loài người, như là bắp cải 63 kg, dưa ruột vàng 30 kg, bông cải xanh 16 kg. Mãi vô. Ở Alaska, mùa gieo trồng thường rất là ngắn, trung bình chỉ có 105 ngày thôi, trong khi thì các nơi khác là 300 ngày. Cơ mà các bạn có thắc mắc, ủa nguyên nhân tại sao rau củ quả lại có khả năng phát triển tới kích cỡ khủng đến như vậy không? Câu trả lời rất là bất ngờ, đó là nhờ vào ánh sáng mặt trời đó các bạn. Trong mùa gieo trồng ở vùng đất Alaska, đêm thường ngắn trong khi ngày lại rất là dài. Bang Alaska nằm ở gần Bắc Cực mà, cho nên trong mùa hè và vào cao điểm của mùa gieo trồng, ánh sáng mặt trời chiếu suốt 19 tiếng một ngày luôn. Vì được ban phát quá là nhiều ánh sáng mặt trời như vậy, thế cho nên các bạn ơi, cây trồng ở Alaska cứ liên tục phát triển và phóng phao như thế, khiến cho người nông dân Alaska vui sướng vì quả nào quả nấy đều khổng lồ vào hàng bậc nhất thế giới mà. Mà không phải được mỗi cái thân xác khổng lồ đâu nha bà con, rau củ quả của Alaska cũng có chất lượng rất là tuyệt hảo. Nhờ ánh nắng mặt trời chiếu 19 giờ như vậy, quang hợp cũng tăng lên, đã giúp cho các loại trái cây Alaska ngọt hơn cả những nơi khác luôn. Trời ơi, những loại rau củ quả tuyệt hảo ha, gặm mãi không hết các bạn nha. Thứ hai, khoai tây là thực phẩm đầu tiên trồng trong vũ trụ. Các bạn có xem bộ phim The Martian hay không ta? Nhân vật Mark Watney đã bị bỏ lại trong một hành tinh lạ trong trạng thái bị thương, ở một nơi không có nước và sự sống. Watney đã sử dụng các kỹ năng sống và kiến thức sinh vật để gieo trồng khoai tây làm nguồn thực phẩm chính trong lúc chờ người tới cứu. Tưởng chỉ có ở trên phim, thế nhưng thật không ngờ là NASA quyết định bắt chước The Martian trồng khoai tây trên sao hỏa, một quyết định cực kỳ là táo bạo. Tuy nhiên, muốn trồng được thì phải nghiên cứu thật là kỹ lưỡng. Do đó các bạn ơi, Hiệp hội Khoai tây quốc tế CIP cùng cơ quan nghiên cứu Ames Research Center, gọi tắt là ARC của NASA, đã bắt tay vào tiến hành các thí nghiệm để tìm hiểu xem liệu rằng chúng ta có thể trồng khoai tây được ở trong điều kiện môi trường khắc nghiệt của sao hỏa hay là không. Không chỉ thế nha, dự án táo bạo này cũng sẽ giúp giải quyết vấn đề lương thực tại các nước nghèo đói của châu Phi, nơi mà đất đai cằn cỗi và không thể trồng các loại cây lương thực. Thật sự mong đợi được ngắm một cánh đồng khoai tây trên sao hỏa các bạn nha. Thứ ba, những loại rau củ có độc tố ăn vào sẽ thiệt mạng, bạn cần lưu ý. Mặc dù rau quả là thực phẩm lành mạnh an toàn cho sức khỏe thế nhưng có một số loại ẩn chứa độc tố nguy hiểm nha, có thể gây ung thư hay là tử vong nha, nếu như chúng ta ăn quá nhiều đấy. Rồi, cùng tôi xem đó là những loại quả nào nè. Cà chua xanh. Các bạn tuyệt đối đừng có nên ăn cà chua chưa chín, bởi vì ăn cà chua xanh dễ gây ngộ độc thực phẩm. Đây, các triệu chứng có thể sẽ gặp phải khi bị ngộ độc cà chua như là buồn nôn, nôn mửa, tiết nước bọt, thậm chí đe dọa đến tính mạng luôn đó. Khoai tây mọc mầm. Nhiều bạn khi thấy khoai tây mọc mầm sẽ thường tiếc mà cắt bỏ phần mầm đi và tiếp tục dùng ha. Tuy nhiên, điều này sai lầm nha. Ăn khoai tây mọc mầm vào cơ thể rất dễ bị ngộ độc. Triệu chứng ngộ độc của các biểu hiện như sau: đau bụng, rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy, liệt nhẹ hai chân. Trời ơi, trường hợp nặng thậm chí có thể tử vong do hệ thần kinh trung ương bị tê liệt, làm trung tâm hô hấp không có hoạt động được. Rau dừa muối chua. Rau dưa muối chua là món đứng đầu danh sách đen gây ung thư được WHO đã tuyên bố. Trong khi đó, người Việt Nam chúng ta lại thường thích sử dụng đồ muối chua ăn kèm bữa cơm mới ác chứ. Nhiều người thường ăn những món này ngay cả khi nó còn chưa được lên men kỹ, vẫn còn vị hăng và cay nữa kìa. Bầu bí bị đắng. Bầu bí là món ăn quen thuộc của nhiều gia đình, nhất là vào mùa hè, bởi vì đặc tính ngọt bùi, vị mát, rất dễ ăn ha. Tuy nhiên các bạn ơi, có một số quả bầu bí có thể bị đắng, mặc dù không khác nhiều so với những quả ngọt. Thực chất vị đắng này được tạo ra bởi các độc tố, sau khi ăn vào cơ thể có biểu hiện như là đau bụng và nôn mửa. Vì thế các bạn ơi, nếu như mà bạn ăn thử một miếng mà bị đắng thì nên bỏ ngay và luôn giùm tôi. Giá đỗ không có rễ.
Giá đỗ là món ăn được nhiều người yêu thích, nhưng mà do thời gian bảo quản tương đối ngắn, cho nên một số cơ sở kinh doanh kém chất lượng phun thuốc bảo quản lên giá. Cuối cùng, loại giá này sau khi ra thành phẩm sẽ rất độc hại. Chúng có đặc trưng là giá mập mạp và trắng, nhưng mà không có rễ. Nếu như tiêu thụ loại giá đỗ này trong thời gian dài có thể gây ung thư, với mẹ bầu có thể sinh ra quái thai ở trẻ sơ sinh, dẫn đến tăng trưởng sớm ở trẻ em và loãng xương ở người già. Các bạn thân mến, khi ăn những loại rau củ quả này, các bạn hãy cẩn thận giùm tôi nha. Tiếp nè. Thứ tư, bí mật đằng sau những chiếc áo màu sắc của rau củ quả. Ớt có màu đỏ, cà rốt lại màu cam, đu đủ màu vàng, quả cà lại màu tím. Có bao giờ các bạn thắc mắc màu sắc của loại rau củ quả đến từ đâu mà có? Và chúng có gì đặc biệt không ta? Hay là khác biệt không trời? Các nhà khoa học đã nghiên cứu và chỉ ra bí mật đằng sau những chiếc áo đầy màu sắc của rau củ quả này đấy. Vô nha. Màu xanh. Các loại rau có màu xanh là màu đặc trưng thường chứa hàm lượng lớn chất sắt, lutein và indol, những hợp chất chống oxy hóa hiệu quả, đem lại những hữu ích cho gan để nhanh quá trình đào thải độc tố ra khỏi gan. Màu vàng và cam thì sao đây? Những loại rau xanh và trái cây có màu này chứa hàm lượng rất lớn chất chống oxy hóa, đặc biệt là sự góp mặt của vitamin C, carotenoid và bioflavonoid. Đây cũng là loại màu sắc có lợi cho lá lách và dạ dày. Nếu như nhắc đến màu vàng và da cam thì không thể không kể đến các loại trái cây, củ, rau đặc trưng như là táo, mơ, cam, quýt, cà rốt, chanh, xoài, đu đủ và bí đỏ. Nhớ nha. Màu tím. Những loại rau quả có màu tím như là mâm xôi, nho, cà tím có chứa chất hóa học mang tên là anthocyanin, giúp tăng quá trình tiêu hóa, giảm hàm lượng cholesterol xấu trong máu, phòng ngừa nguy cơ ung thư ruột và vú. Một nghiên cứu còn chỉ ra rằng chúng có tác dụng đặc biệt với bộ não và với người cao tuổi. Rau củ quả màu nâu, trắng. Nhóm rau củ quả có màu nâu hoặc là trắng, ví dụ như bông cải trắng, tỏi, hành tây, nấm trắng, sắn. Mặc dù không sặc sỡ ha, bắt mắt ha, nhưng lại chứa rất là nhiều phytonutrients, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe lắm các bạn, ngăn ngừa ung thư, đặc biệt là ung thư vú đấy. Rau củ quả màu đỏ. Các loại rau củ quả màu đỏ như là ớt, dưa hấu, dâu tây, cà chua, cherry, lựu, cửu dền, táo đỏ được nghiên cứu là chứa nhiều lycopene và ellagic. Những dưỡng chất này được các nhà khoa học khẳng định có tác dụng chống ung thư và mang lại nhiều lợi ích khác cho cơ thể. Ví dụ như cà chua có màu đỏ giúp làm chậm quá trình phát triển ung thư tuyến tiền liệt. Dâu tây màu đỏ có tác dụng ngăn ngừa và thậm chí là đảo ngược quá trình phát triển của ung thư thực quản. Đó, bởi vậy mới nói ăn rau củ quả rất là có lợi cho cơ thể đó các bạn ạ. Thứ năm, thực hư màn rửa đầu với xà phòng gây hoang mang dư luận. Đôi khi các bạn ơi, có những thứ trông vậy mà không phải vậy nha. Chắc chắn là trong mỗi bữa cơm gia đình Việt, rau xanh là nguyên liệu không thể thiếu. Và chính vì vậy, chuyện rửa rau có thể xem là công việc mà ngay cả những cô nàng vụng về bếp núc nhất cũng phải biết làm nha. Ấy thế mà, từng có một cô nàng khiến cho chồng và cả dân mạng hoang mang cực độ với cái hình ảnh rửa rau độc đáo của mình. Thời đó nha, cô nàng chia sẻ hình ảnh chậu rau ngập ngụa trong bọt như là được ngâm với xà phòng. Cứ ngỡ là mang vào bếp thảm họa của cô nàng vụng về lấy xà phòng rửa rau, nào ngờ chỉ có người rành rau củ quả mới biết mà thôi. Hóa ra các bạn ơi, nguyên nhân đằng sau chậu rau đầy xà phòng này là do đây là rau chùm bao, hay còn gọi là nhãn lồng, lạc tiên. Một loại rau rất đặc biệt, khi rửa sẽ tạo ra bọt nhờ có chứa nhiều chất saponin khi hòa vào nước. Và đó là lý do khiến cho chậu rau giống như là được rửa bằng xà bông, xà phòng vậy đó. Ở nhiều nơi thì chùm bao mọc dại được người dân ưa chuộng như là loại rau tốt cho sức khỏe, dễ ăn và rất dễ chế biến. Thế mới thấy, Việt Nam còn rất là nhiều loại rau củ, thực phẩm mà chúng ta chưa biết, với những đặc điểm và công dụng độc đáo như cây chùm bao các bạn ha. Mà thực sự là có cả loại xà phòng rửa rau trên thị trường rất là sạch đó nha các bạn ơi. Trên Shopee có bán luôn. Bạn nào đã từng thử rửa rau bằng xà phòng rồi nè, nhớ comment ngay và luôn review đi nào. Thứ 6, rau siêu thị có thực sự an toàn? Trước vấn nạn thực phẩm bẩn tràn lan không rõ nguồn gốc xuất xứ, để bảo vệ sức khỏe cho gia đình, nhiều chị em nội trợ đã chọn mua rau trong siêu thị thay vì đi chợ truyền thống. Tuy nhiên, không phải lúc nào rau trong siêu thị cũng an toàn các bạn nha. Vừa mới đây thôi, một vụ việc đã vỡ lở khiến cho người dân không khỏi bức xúc. Một nhà cung cấp tại thành phố Hồ Chí Minh đã mua rau từ chợ đầu mối, sau đó gắn nhãn là rau củ quả Đà Lạt lên. Đặc biệt là trên tem còn có logo biểu thị rau củ đạt chuẩn Việt Gáp. Tuy nhiên, theo điều tra của các phóng viên thì rau không được cung cấp từ vùng trồng đạt chuẩn đâu. Rau sạch, rau đạt chuẩn có giá bán đắt hơn khá là nhiều so với rau thông thường. Với người tiêu dùng, chất lượng rau như thế nào chỉ được nhìn bằng bao bì, tem truy xuất thôi. Các siêu thị đang rà soát lại quy trình giám sát chất lượng các nhà cung cấp để minh bạch chất lượng rau.
Rau dởm có thể biến hình vào siêu thị khiến cho người dân bị mất niềm tin. Còn bao nhiêu siêu thị là nạn nhân của nhà cung cấp đấy? Người tiêu dùng có thể bị lừa dối. Thứ 7. Những lễ hội rau củ độc đáo trên thế giới. Lễ hội trái cây và rau củ trên thế giới cũng vô cùng thú vị nha các bạn. Và một trong những lễ hội trái cây nổi tiếng nhất là lễ hội dưa hấu tại đất nước Bulgaria. Hàng năm cứ vào chủ nhật cuối cùng của tháng 8, làng Salma Novo, tỉnh Sumen sẽ tổ chức lễ hội dưa hấu. Bạn sẽ được tham gia vào các trò chơi thú vị như là tìm quả dưa hấu nhỏ nhất hoặc là quả dưa hấu to nhất. Ngoài ra còn trò bịt mắt đút dưa, ăn dưa hấu hay là chơi bóng chuyền dưới nước bằng dưa hấu cũng là trò vui mà bạn được trải nghiệm đấy. Lễ hội cà chua có tên gọi chính thức là La Tomatina, được tổ chức ở Tây Ban Nha. Đây không chỉ là lễ hội trái cây độc đáo mà còn lớn nhất ở châu Âu luôn. Lễ hội ném cà chua kéo dài trong khoảng một tuần, thu hút đông đảo du khách từ Anh, Mỹ, Nhật, Úc tham gia rất là nhiều. Ước tính có tới hàng trăm tấn cà chua được sử dụng để phục vụ cho các hoạt động của lễ hội này. Các bạn có thể lấy cà chua như một loại vũ khí để mà hỗn chiến đấy nha. Potato Wrestling, lễ hội khoai tây được xếp vào hàng lễ hội rau củ cực kỳ hấp dẫn, được tổ chức tại Burnettsville thuộc bang Minnesota, nơi có sản lượng khoai tây lớn ở xứ sở cờ hoa. Trong lễ hội diễn ra 2 ngày này, các bạn có thể tham gia các hoạt động thú vị và độc đáo như là đấu vật trong vũng khoai tây nghiền, thi ăn khoai tây, tạo hình khoai tây, v.v. Các bạn thân mến, hy vọng video này sẽ mang đến cho các bạn nhiều kiến thức thú vị về rau củ quả nha. Và nếu như các bạn thích video này thì nhớ để lại cho chúng tôi một like, một subscribe kênh nha mọi người. Còn bây giờ thì bye bye, xin chào, hẹn gặp lại.